Xin chào bạn, trong phân khúc xe nhiều tỷ đồng thì Lexus GX460 không được trang bị động cơ turbo, không có hộp số ly hợp kép, không quá nhiều tiện ích kỹ thuật số digital như BMW X5 hay là GLE, thậm chí Mercedes GLS. Nhưng tại sao người tiêu dùng Việt Nam lại luôn ưa chuộng mẫu xe này? Bằng chứng là chúng ta có thể thấy GX460 chạy rất nhiều trên đường. Thì ngay trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Lexus GX460 đời 2017. Xe đã qua sử dụng nha các bạn. Xe này thì cũng phải chia sẻ thật là mình lấy chỗ ông anh Dũng Béo 31 Lê Văn Lương, Việt Dũng Auto. Có cái biển quảng cáo tí. Cắt đi. Quảng cáo tí thôi nha các bạn. Và thưa các bạn, Lexus GX460 với logo hình con suốt. Nhưng nó không điệu đà như dòng sedan như là ES hay là LS. Bởi vì dòng xe này thì sử dụng các cái thanh ngang rất là to, cho nó khỏe, nó phù hợp với một cái dáng vô cùng hầm hố trên mẫu xe này. Tôi nghĩ rằng với tôi cao 1m8 ăn gian 10 phân thì bước lên thì vẫn thấy mặt, nhưng mà ngồi mà có 1m6 thôi thì có khi nhìn cứ như xe tự lái, bởi vì không thấy người lái đâu. Không tin cứ ngồi thử ghế lái sẽ biết. Và xe này có một cái logo trong cái hệ thống camera 360. Đây ạ. Vâng, và chiếc logo rất đáng tiền, to. Thực ra về trang bị ngoại thất của GX460 thì không quá nhiều đổi bật đâu. Các bạn có thể thấy là với cái hệ thống đèn này rất là to. Cái gì cũng to. Với xe này thì chắc chắn rồi, cái gì cũng phải to thì phải hợp với nó. Với hệ thống đèn này thì đèn chiếu gần, hệ thống đèn chiếu gần là có tới 4 beam riêng rồi. Mỗi bên 2 beam. Còn đèn chiếu xa, đèn pha thì vẫn thấy dùng bóng halogen. Thực ra cái thiết kế cái cụm đèn này cũng khá là đẹp. Và ngay bên dưới đây thì là cái hệ thống rửa pha nhé. Đi đường mưa, đường mưa thì chúng ta có xịt áp suất cao để có thể rửa sạch cái kính này. Nói chung không phải xuống, đúng chuẩn xe địa hình luôn. Vâng, đèn sương mù phía bên dưới đây ạ. Hệ thống cảm biến. Và đặc biệt trên cái mẫu xe này thì các bạn có thể thấy rằng cái góc mới của nó rất là tốt. Yên tâm, leo vỉa hè thì không phải nghĩ. Nhưng mà xe này có thể leo đá được cơ. Mà chút nữa chúng ta sẽ đề cập đến. Và bây giờ các bạn hãy xem chiếc lốp, chiếc bánh của mẫu xe này. Vâng, bánh béo. Và bánh này sử dụng la răng 18 inch thôi. Không quá tham lam dùng lốp run flat, không quá tham lam dùng vành to 20, 21, 25, 26, 27. Bởi vì khả năng dùng dễ nằm đường hơn. Còn trong này là hệ thống treo khí nén. Xe này có thể điều chỉnh cái độ cao của gầm rất tốt. Đây nha các bạn. Ở chiếc gương này, như mình đã chia sẻ thì cái gì cũng to. Gương cũng to, đến cái giải đèn chiếu, đèn sinh han này cũng to. Và camera ở dưới này cũng to. Thực ra đẳng cấp của Lexus là sự sang trọng và thực sự nghệ thuật tạo ra những chiếc xe của Lexus, và chiều lòng khách hàng cũng như thuyết phục khách hàng cũng rất là tốt. Thực sự tôi đã trải nghiệm các cái hệ thống dịch vụ của Lexus rồi. Và phải nói là tuyệt vời luôn. Mình sang nhà máy của Nhật Lexus này, rồi vào các dealer của họ này. Thực sự cái dịch vụ, cái con người và cái thái độ người mang lại vô cùng hài lòng. Đó là một cái điểm rất là khác biệt. Và với một cái mẫu xe cửa lớn như thế này, 7 chỗ này, các bạn có thể thấy các cái ô cửa này, rồi cái vật liệu vân vân, rồi cái độ hoàn thiện, mọi thứ là ở một cái đẳng cấp, phải nói là xe sang. Chắc chắn rồi, mẫu xe này thì phải sử dụng cái hệ thống Smart Key là cái chắc, đúng không? Đấy. Không hít, không cần hít, khỏi cần. Lexus ăn chắc mặc bền, đi không bị nằm đường, đấy là tuyệt vời. Và một cái bậc lên xuống rất là to. Thực ra cái bậc lên xuống này thì mình nghĩ phải có một cái gì đấy bám lên đây, đôi khi đi cũng vui. Và đây ạ, chúng ta có thể bước vào đấy. Mình nghĩ xe này thì không phải dành cho người có chiều cao quá thấp. Nhưng người chiều cao quá thấp mà có rất nhiều tiền thì cũng chẳng ai từ chối cả. Lexus sẽ không bao giờ từ chối, miễn là cứ chồng tiền đủ mang xe về. Đó, các bạn thấy không? Trụ ô kính cửa này, ô kính cửa sau ở phần sát về trụ C này, rất là to.
ngay cả những cái phần như thế này ở trên phía trụ xe này cũng được thiết kế để giảm cái độ ồn. Với những cái dòng xe SUV thì cái độ ồn ở đây là rất lớn, cho nên chúng ta phải khi thiết kế thì các kỹ sư, các nhà thiết kế đã phải tính toán rất là kỹ. Và đúng theo triết lý thiết kế, cái gì cũng phải to, cái gì cũng phải cơ bắp, cái gì cũng phải mạnh mẽ. Thì các bạn có thể thấy cái phần đuôi xe. Nhưng phần đuôi xe này thì mình rất thích cái cửa kính như thế này nhá. Anh em mình làm nghề là làm nghề quay phim. Đấy, chúng ta có thể bấm ở đây này, hoặc bấm ngay trên chìa khóa này cũng được. Đó, móc cái này lên, mở lên. Đấy, ngồi trong dí máy quay. Rồi, thậm chí có thể chơi trò lắp khẩu AK đây. Đấy là trò chơi game thôi, tôi nói vui thôi. Súng ống thì nguy hiểm lắm, đấy là vui thôi nhá. Bây giờ thì mình sẽ lại đóng lại. Đá cốp không mở, đá lần nữa không mở. Thưa các bạn, nó không có đá cốp cho nên là nó không mở là chắc chắn rồi. Mà chúng ta mở ở đây, các bạn sẽ thấy một không gian vô cùng rộng mở ra trước mắt chúng ta. Mở ra Vương ơi, mở ra. Cửa này thì cũng phải to tay mới mở được. Đấy, xin phép anh em là bỏ cái thảm này ra. Xe này đời 2016, mới chạy được khoảng hơn 2 vạn thôi. Nhưng thực sự mà nói thì nhìn là quá mới. Các cái vật liệu, nói chung nhìn ngoài thì tương đối là mới. Và có thể gọi là xe lướt thì đúng hơn. Đó. Và rất vui khi mà Lexus đã trang bị cho tôi một cái bệ phía sau mà chúng tôi có thể ngồi nói chuyện như này. Land Rover thì họ mở ra là hình vỏ sò, ở đây không cần. Làm cái bệ như này ngồi ngắm cảnh. Và thì nhiều đại gia có thú vui hút thuốc lào, ngồi ngắm cảnh hút thuốc lào cũng hay. Và vì sao mà vừa hút thuốc lào và lại vừa điều chỉnh được những các cái ghế này? Bởi vì là Lexus cũng đã trang bị cho xe này, xe có cái hệ thống điều khiển các cái gập mở, gập đóng hàng ghế sau rồi. Đấy, tôi có thể điều chỉnh này. Đấy, như robot luôn. Thì cái này chúng ta cũng có thể điều khiển ngay phía trên, mà chút nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ tìm xem nó nằm ở đâu. Đó. Rồi. Toyota thì sẽ không có những cái như thế này. Nhưng lên Lexus thì phải có. Nghệ thuật của hãng xe. Và thực ra nói thật ra nhìn Lexus như thế này thì cũng yêu đấy, vì trông nó hoành tráng mạnh mẽ. Bước lên xe nó cũng cao ráo, không phải cúi lom rom. Và phía sau này có cái hệ thống, có cái cổng sạc, cổng điện là 220V nha các bạn, 220V. Khoang xe thì phải nói rất là rộng, thực sự là vậy. Bây giờ thì mình sẽ bò lên, xe cao mà, mình bò lên gập cái hàng ghế này xuống để xem cái sàn nó phẳng như nào. Rất nhẹ, nói chung là điều khiển điện thì hay hơn. Rất là rộng nhá. Các bạn có thể thấy này, tựa lưng của hàng ghế thứ 3 còn chưa bóc ni lông. Vâng, xe 7 chỗ, tựa lưng còn chưa bóc ni lông. Và đây tôi nghĩ là một chiếc giường nằm ngắm cảnh. Xa xa là con thuyền, phía trước là đại dương, xa xa con thuyền có đàn tiên cá nữa. Mới liếc qua cái thôi nhưng mà túi khí rất là nhiều. Vâng, túi khí Lexus là cũng rất là đẳng cấp. Nó sẽ khác túi khí của Toyota, mình nghĩ vậy. Và bây giờ thì mình xin phép là đóng cái cửa này lại. Đấy. Và tiến ra bên hông. Một chiếc xe đời 2016 mà các chi tiết, nước sơn, tay nắm cửa còn rất đẹp. Này gọi là xe lướt chứ không gọi là xe cũ được. Xe lướt. Xe này đang được chào bán với giá khoảng trên 4.6 tỷ. Anh em nào có tiền thì có thể rước luôn, không phải sang tên rất nhanh. Bước lên xe sang cao to cũng phải hùng dũng. Đây, tay nắm ở đây ạ. Vâng, nhưng mà trước khi bước thì mình sẽ phải gặp cái hàng ghế này. Lấy đây, gặp lại. Đấy, tự động trượt lên. Lexus mà, phải tự động càng nhiều càng tốt. Trước khi bước vào thì cũng xin giới thiệu với các bạn là ở đây cũng có cái phím điều khiển nha các bạn. Phím điều khiển các cái hàng ghế thứ ba này. Đấy, lúc nãy thì Hùng điều khiển từ hàng ghế sau. Còn bây giờ mình lại điều khiển từ hàng ghế trước. Ôi trời ơi, trông cứ như robot ấy. Đấy, trông yêu phết. Vâng, trẻ em mà thích cái này thì trẻ em điều khiển cái này thích phết. Như siêu nhân. Đấy, mình có thể điều khiển thêm cái
tựa lưng. Và bây giờ mình sẽ bước vào thôi. Và bây giờ thì mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba rồi. Hàng ghế thứ ba mình nghĩ ba người không được, ba người, bởi vì ở đây thiết kế có hai ghế thôi. Và nếu như ngồi ba thì kiểu nhồi nhét thì như thế này. Không có vị trí ngồi đâu, chúng ta không nên ngồi như vậy. Nhưng mà thực sự là mẫu xe này đây, như các bạn thấy này, còn chưa bóc ni lông. Tần suất sử dụng cái hàng ghế này phải nói là dù hơi chủ quan đoán thôi nhưng mà quá ít luôn. Xe này tôi nghĩ chở các bộ đồ đi nhà đánh gôn nhiều, hoặc là chở đồ hàng hiệu sắm cho các cô nàng cho phái đẹp. Và thưa các bạn, hàng ghế thứ ba, thực ra các cái mẫu xe của Toyota thì họ thiết kế cái hàng ghế thứ ba luôn rất hợp lý. Và trên Lexus này thì da rẻ, da toàn da đục lỗ thông hơi này, đấy đẹp này. Đây, hàng ghế này mình đang đẩy ở cái vị trí sát nhất nhá. Đó, nó có thể trượt lên trượt xuống, tuy nhiên là vẫn để được, không đến nỗi. Đây, tựa, và khoảng trống đầu, con này thiết kế lõm hơn. Đấy, vật liệu nỉ trên chân thì cũng là nỉ đẹp chứ không phải là nỉ hàng kiểu ấy đâu. Lexus mà, đó. Và yên tâm là luôn có túi khí bảo vệ chúng ta. Chỉ hơi tiếc một chút thôi là giá như mẫu xe này có một cái cửa sổ trời dạng panorama thì mình sẽ có một cái không gian thoáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên bù lại thì mẫu xe này có cái cửa sổ bên này khá là rộng nha các bạn. Đương nhiên rồi, các cái cửa sổ tấm kính dùng trên Lexus này, vừa cách âm này, cách nhiệt cả tia UV tốt này, nó sẽ rất khác. Và ngay từ các cái vật liệu kính rồi vân vân các chi tiết. Và bây giờ thì mình sẽ lên hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của mẫu xe này mới là vị trí đáng ngồi. Rồi, hàng ghế thứ hai của Lexus da rất đẹp. Xe chạy 2 vạn rồi mà da rẻ vẫn còn ngon lắm. Mượt mà đẹp. Hai cái ghế bên này là tất cả các vị trí ngồi chính nhá đều là có đục lỗ thông hơi hết. Yên tâm, ngồi sẽ thoáng mát. Bể tì tay. Đủ để hai chai nước, cơ mềm, chuẩn Lexus. Đó. Và với một mẫu xe nhiều tỷ đồng như thế này thì đương nhiên rồi, khoảng duỗi chân này, khoảng trống đầu này, cửa gió điều hòa này, tất cả các vật liệu này, gỗ này, da này và nhựa chỉ là một chút thôi. Đó, nhựa là những cái vị trí này, kính thì như các bạn đã thấy này. Cách âm, cách nhiệt. Đó. Và thưa các bạn, cái mẫu xe này thì nếu như có thêm hai cái màn hình này. Bởi vì thì, và thưa bạn nếu, và nếu như cái mẫu xe này có thêm hai cái màn hình giải trí này thì mình nghĩ sẽ rất là đẹp. Thực ra cũng không khó, mình cứ thêm tiền là khắc có hết mà thôi. Hãng cũng có mà mình lắp ngoài cũng có, hàng sang trọng có. Xe này thì sử dụng cái hệ thống điều hòa 3 vùng nha các bạn, trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng. Đó, chúng ta có chế độ auto này, có chế độ xây ghế này. Đấy, điều chỉnh các hướng gió rất dễ dùng. Vâng, 2016, đời 2016, mà ngay cả 2018 thôi cũng chưa được số hóa đâu. Chưa được iPad hóa, rồi là iPhone hóa đâu. Bây giờ thì tiếp tục tiến lên hàng ghế phía trước. Đấy, bước lên xe cao, có bậc này, có tay nắm này, bước lên này, ngồi vào. Trông cao giáo. Start. Stop engine. Các vị trí đều đẩy lại vị trí nhớ ghế nhá. Đóng vào. Mát mẻ. Lexus mà. Mùi xe rất là thơm. Những chủ nhân sở hữu những cái xe như này, dùng những xe này thơm. Xe đi 2 năm rồi, 2 vạn rồi mà vẫn thơm tho. Cất cái biển này đi. Và các bạn, thực ra trên Lexus thì sự sang trọng nó nằm ở các cái vật liệu chế tạo. Có lẽ vậy, bởi vì nếu như chúng ta nhìn thiết kế tổng thể của cái táp lô này, nó có một cái gì đó giống đàn ông, chuẩn đàn ông luôn. Và thực sự là mình cũng chưa bắt gặp một chị em nào lái cái mẫu xe này nữa. Mà nếu có lái thì mình ra mình cũng phải xin chữ ký ngay. Vẫn hâm mộ. Và đấy, các thiết kế, các thiết kế mảng to, dày đặc là nút bấm, nhưng nhìn phát sử dụng được luôn, rất dễ đấy. Audio này, climate điều hòa này, home này, đấy, các bạn có thể thấy này, climate này, không khó, không khó một chút nào đấy.
rất đặc trưng của Lexus này, chạm và chọn này. Độ phân giải màn hình thì không phải quá cao, nhưng thiết kế vẫn sang trọng. Navigation. Và chọn destination. À, những tính năng thực ra rất dễ dùng luôn, không phải loằn ngoằn. Chúng ta có thể cài đặt đây, setup đây. Đấy. Màn hình này thì cũng có thể vuốt. Cửa gió điều hòa phía trên thì rất là to. Hệ thống chỉnh gió trong gió ngoài auto này. Vâng, hiển thị giờ này, nhiệt độ này. Rồi hệ thống âm thanh của Lexus này. Xe này thì chưa được trang bị cái hệ thống MagLevation, hệ thống loa MagLevation. Đó, vâng. Một cái thiết kế cực kỳ to. Nhưng thứ mà tôi thích trên Lexus GX 460 hoặc LX 570 chính là khu vực này. Đó, khu vực này. Nó bao gồm cái hệ thống nâng hạ gầm, vâng, bóng hơi này, nâng hạ gầm. Đó, lên 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 lên. Xuống xuống xuống, hạ thấp. Và chúng ta có thể chọn chế độ Comfort hay Sport. Không cần nhiều chế độ đâu, hai chế độ thôi. Không cần đua, không cần lao cần trô gì cả. Thế thôi. Và hệ thống này và xe này thì sử dụng hệ thống hai cầu chủ động nhưng toàn thời gian luôn. Và có chế độ cầu chậm luôn. Đấy. Bình thường chúng ta sẽ chạy cầu nhanh H4. Khi chúng ta chuyển sang cầu chậm như thế này thì chúng ta sẽ mới sử dụng được cái chế độ leo đá. Và Rock Ground và Ground. Đây mình sẽ thử luôn nhá. Mình rất thích cái hệ thống này. Để bật để sử dụng cái chế độ leo đá Multi Terrain này, Ground này, thì chúng ta sẽ chuyển về L4 cầu chậm và đẩy cân số về vị trí D hoặc N. Đó, các bạn đã thấy không ạ? Hệ thống traction control đã off, hệ thống chống trượt đã off và bật chức năng này lên. Đó, chúng ta có thể tùy theo địa hình chúng ta có thể chọn này. Leo tốc độ cao một chút, trung bình, tốc độ thấp. Đáng tiếc là ở đây lại không có đá mà toàn đường phẳng thôi, không mình cũng leo thử một cái. Đùa thôi, xe lướt. Không phải xe hãng đâu mà tự động mà leo được, lỡ chạm va chạm cái gì. Mình chuyên xe cỏ để không có tiền đền. Và quay lại các cái tiện ích, ở đây có hai cái khe cắm USB này. Rồi, jack cắm AUX này. Sưởi và làm mát ghế. Những trang bị rất cơ bản. Và vị trí để chai nước ở đây các bạn, gỗ cũng đẹp đấy. Lexus mà. Bệ thì tay khá là to, bật lên. À, có cả hộc lạnh nha các bạn, mình có thể bật ở đây. Vâng, gió mát luôn. Điều hòa Toyota hay Lexus rất là lạnh. Mẫu xe này đời 2018 mình có nghe thông tin là loanh quanh đâu khoảng 5 tỷ 8, 5 tỷ 9 gì đó. Tuy nhiên mẫu xe này 2 năm rồi vẫn đang được chào bán với giá 4 tỷ 6. Đã bao gồm đăng ký. Và vô lăng, gỗ và da. Thực sự giờ là cũng mượt đấy. Hệ thống điều khiển kiểm soát tốc độ ở đây, cruise control cũng ở đây. Cái nối Bluetooth giọng nói cũng ở đây, điều khiển. Đó. Đấy, các cái chức năng rất là cơ bản. Hệ thống điều khiển âm thanh bên này. Điện thoại bên này. Và chúng ta có thể chọn các cái chế độ hệ thống treo ở đây. Multi Terrain Select này. Đó, chúng ta có thể Enter để chọn này. Để chúng ta chọn các chế độ như là hoạt động, như là Mop and Sand bùn đất này. Rồi. Đường đá dăm, leo đá, vân vân. 4 chế độ luôn. Chúng ta chọn ở đây nha các bạn. Và các bạn liếc sang bên này một chút. Hệ thống camera 360 chúng ta có thể điều khiển ngay bây giờ. Đây, hệ thống camera 360 chúng ta có thể bật ngay trên vô lăng đây ạ. À. Vâng, xe to mà. Đấy. Quan sát này, các chế độ view luôn nha các bạn. Đó. Nó có hiển thị ký tự trước và bên phải này. Đấy, chúng ta hai bánh trước này, hai bánh sau này. Hệ thống này cũng sẽ tự bật khi mà chúng ta đi chậm ở tốc độ dưới 15 km/h với một mẫu xe to. Trang bị này rất cần thiết. Và đương nhiên rồi, mẫu xe này thì nổi tiếng với khả năng đi địa hình. Thì sẽ có khóa V-side đây.
Xe nhiều tỷ thì cũng chả phải dùng đến cái đấy đâu, bởi vì mình không đi vào cái đường đó mà Thư. Vâng, cửa sổ trời đây ạ. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhưng sang là được. Bởi vì đương nhiên rồi, nằm trên Lexus thì chắc chắn là phải sang. Ghế nhớ hai vị trí và ghế lái điều chỉnh 8 hướng, có bơm lưng, chưa có massage. Gương thì gập điện đấy, gương to nha các bạn. Vâng, chưa có cảnh báo điểm mù. Đời 2016 này cũng chưa có hỗ trợ Adaptive Cruise Control, chưa có hỗ trợ lệch kia, chưa có cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên với Lexus thì tại Việt Nam thì không cần những thứ đó, rất đơn giản, bởi vì nó là Lexus. Nổ máy lên. Vâng, checking êm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi phố với cả GX460. Như các bạn đã thấy thì khi mà chúng ta đi chậm nhé, chúng ta đi chậm chậm này. Đấy, cái vạch này, vạch đấy, bám sát luôn, muốn sát bao nhiêu có bấy nhiêu. Chậm chậm. Nói không phải mê tín chứ xe này mà đi thi, đi học lái thì đi thi bằng lái thì kiểu gì chả đỗ. Nhưng cũng có thể là trượt, bởi vì nhìn camera không quen nó sẽ loạn lên. Mà nếu mà lái quen thì căn rất sướng luôn. Đó, nhiều chế độ view nha các bạn. Đấy, bật view hai bánh này. Úi giời. Đấy, lùi chuồng các kiểu sướng thôi rồi. Lexus nổi tiếng với sự êm ái này, bóng khí này. Đó, chậm rất là êm. Tạch tạch tạch. Gương to đùng, quan sát sướng. Trụ chữ A cũng rất nhỏ. Vâng, lái gấu, lái một mẫu xe gầm cao máy thoáng lại sang như Lexus. Tại Việt Nam thì phải nói là người lái cũng trông sang trọng hùng dũng. Mình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Và có một câu chuyện vui là lúc nãy mình đi qua một vài cái con đường rất nhiều quán xá thì anh em cứ chỉ là ôi Lexus kìa, đấy, thương hiệu tốt lắm. Và đôi khi mình đi lên sân gôn chẳng hạn, mình lái xe cỏ lên, các em cách đi cứ hơi hở hững thế nào ấy. Nhưng mà riêng mấy anh mà chạy Lexus đến thì thôi rồi lần. Nhiều khi thấy cũng tủi, nhưng mà thôi, đam mê thể thao thì đi cuốc thì mình cứ chở được gôn đến nơi là được rồi. Thực ra có điều kiện chạy những em này đi đánh gôn thì trông nó cũng được niềm nở hơn. Về có khi lại vui, lại thắng game. À, khi đi chậm thì phải nói Lexus luôn rất êm. GX này cũng vậy, hệ thống treo khí nén. Động cơ V8 4.6 lít nạp khí tự nhiên, hộp số 6 cấp. Hộp số biến mô thủy lực, yên tâm. Rất yên tâm, 6 cấp thôi. Hệ thống hai cầu chủ động nha các bạn. Và với các cái chế độ leo địa hình. Êm. Vâng, động cơ này thì đi trong phố thì quá là dư thừa. 292 mã lực. Không phải con số quá lớn. 382 Nm là moment xoắn cực đại. Tại vòng tua 3.500 phút cũng không phải quá lớn. Nhưng khi tăng tốc xem. Wow. Vẫn sướng. Mình đi chứ có phải mình đua đâu. Bảo sao Lexus được chuộng với điều kiện như Việt Nam thì chuộng là đúng rồi. Đấy. Lên đều. Cũng không cần dán lưng vào ghế làm gì cả. Êm. Thực ra cái êm của Lexus nó êm cả cái hệ thống treo này. Nó êm cái cách âm nó cũng tốt này. Tiếng gió cũng không phải là quá nhiều đâu. Đơn giản, tôi là Lexus. Tôi là xe sang tại Việt Nam. Tôi rất bền bỉ. Tôi đi đến đâu cũng được anh em ngắm nhìn, bởi vừa to vừa đẹp. Đấy, GX460. Và thực sự mẫu xe này cũng tương đối giống cái cảm nhận lái khi mà mình lái cái LX570. Riêng khi mà phi qua ổ gà G giảm tốc thì nó đè bẹp luôn, không xi nhê gì cả. Thậm chí treo thể thao như xe Đức còn kịch kịch kịch, nhưng mà này
vịch phát là đấy, êm luôn. Bảo sao nhiều người thích. Tuy nhiên cái độ êm nó cứ êm êm như này, nó cứ dập dình như này. Thì nếu như những người mà không say xe ấy, thì rất là sướng. Như mình chẳng hạn, sướng thôi rồi, dập dình. Nhưng mà với những người mà say xe thì say bằng chết thì thôi. Vâng, đó. Nhưng mùi xe thì vẫn là rất dễ chịu. Thực sự cầm lái mẫu xe này đã sử dụng một quãng thời gian khá tương đối dài thôi, không phải quá dài lắm. Hơi hơn 2 vạn rồi. Nhưng mà cảm nhận nó như xe mới á. Chúng đẹp, êm. Vô lăng, lái đâu, lái đến đâu đi đến đấy. Trái phải, thẳng, trái 30 độ, hướng 11 giờ, hướng 2 giờ, chuẩn. Với cái bánh béo như thế này thì nếu mà khi đi chậm thì vô lăng nó cũng hơi nặng. Và nói chung cái cảm giác lái như xe Đức thì là không. Nhưng mà để mà nói về sướng thì cũng không hẳn. Vâng, da gỗ thì cầm sướng thôi. Còn lái thì nói chung là ok. Nó chuẩn là Lexus rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ Sport xem nó khác gì chế độ Comfort nhá. Không cần quá nhiều chế độ đâu. Nhiều thì nhiều ở phần leo địa hình ấy. Nhưng mà cũng có sự khác biệt đấy. Và mình nghĩ sử dụng chế độ đó thì nhiên liệu nó cũng tăng. Mà thôi, tôi đi Lexus 4, 5, 6 tỷ cơ mà. Xăng nó cũng chỉ là vấn đề thôi. Muốn tiết kiệm thì dùng thêm dòng hybrid hoặc là dòng xe điện. Đi Lexus như thế này thì bố tôi đi em à, em yên tâm đi. Mình có người bạn ở Mỹ là khi mà nói chuyện về hỏi các dòng xe là toàn nhờ là anh ơi Toyota hay là Lexus con nào như thế này như thế kia. Nói loanh quanh, tại sao cứ chọn Toyota hay Lexus? Bởi vì đơn giản là nó ít nằm đường. Vâng, ít nằm đường hơn những cái hệ thống cao tốc ở Mỹ hoặc là đi đâu đó gì đấy. Nằm đi nằm đường mệt mỏi lắm. Ví dụ như hệ thống treo khí nén này chẳng hạn, trên một số dòng xe mà lỡ có hỏng cái thụt thay 4 quả, hỏng cái cảm biến lại thay 4 cái thì thôi đi con morning. Cho nên là cái gì nó cũng phải có cái giá trị của nó thì người dùng mới tin yêu, mới dùng. Và thưa các bạn, Lexus luôn là vậy. Êm ái, bền bỉ, ít hỏng vặt. Dịch vụ thì phải nói là quá tuyệt vời. Và đó là những cái giá trị của những mẫu xe Lexus tại Việt Nam. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và nếu như anh em có những cái ý kiến như thế nào, xin vui lòng comment bên dưới clip nha các bạn.